Ngành hàng trái cây cũng là thế mạnh và có nhiều tiềm năng về xuất khẩu của Việt Nam. Hiện nay trái cây Việt Nam đã có mặt tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, xuất khẩu trái cây cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Trong giai đoạn phục hồi hậu COVID, ngành trái cây đang đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đa dạng hóa thị trường. Đây cũng là bước đi thành công của một số mặt hàng trong thời gian qua. Thanh long được xếp vào nhóm mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực và thường nằm trong nhóm sản phẩm xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam trong nhiều năm qua. Trước đây, thị trường tiêu thụ chính của thanh long Việt Nam chủ yếu là Trung Quốc. Nhờ đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến thương mại, thời gian gần đây, lượng xuất khẩu thanh long sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, thị trường EU đã tăng hơn trước. Mới đây, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã chính thức cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thanh long Bình Thuận. Các loại trái cây của Việt Nam như quả thanh long, trái vải, quả chuối, sầu riêng và quả dừa. Đây là những loại quả mà được rất nhiều người tiêu dùng Nhật Bản ưa thích. Và thanh long Việt Nam chiếm tới hơn 80% thị phần tại Nhật Bản. Các loại hoa quả Việt Nam khi đã xuất khẩu tốt sang thị trường Nhật Bản, đạt được tiếng vang thì cũng đồng nghĩa với việc là các loại trái cây của Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu sang thị trường khó tính. Vụ nhãn vừa qua, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lần đầu tiên đã được xuất khẩu chính ngạch và bày bán tại thị trường Singapore với giá 220.000 đồng một kg. Singapore được đánh giá là thị trường tiêu thụ trái cây có tiềm năng rất lớn, đặc biệt là đối với phân khúc khách hàng cao cấp. Nhãn xuất khẩu được cắt cành đóng theo quy cách 1 kg một hộp nhựa hoặc 5 kg một hộp giấy để thuận tiện làm quà tặng. Trên hộp có mã QR code để khách hàng tìm hiểu về câu chuyện, thông tin xuất xứ, cách trồng nhãn Hưng Yên như thế nào. Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng tại Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á thì lô nhãn xuất khẩu này là tín hiệu rất đáng mừng. Đa số nhãn đã được đặt trước khi chính thức cập bến tại Singapore. Đó là những ví dụ điển hình cho thấy vai trò của đa dạng hóa thị trường giúp trái cây Việt có xuất khẩu ổn định dù dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn phục hồi hậu COVID và đặc biệt chuẩn bị cho các mùa vụ tiếp theo, các đơn vị chức năng và doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận những thị trường mới, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Cục xúc tiến thương mại cùng với lại các đơn vị liên quan trong bộ là triển khai hàng loạt những cái hoạt động đàm phán để mở cửa thị trường cho những cái sản phẩm nông sản mới ở một số những cái quốc gia mà có yêu cầu khắt khe về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc mà các cái sản phẩm trái cây của Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều tại EU ấy, thì nó đánh giá được cái trình độ sản xuất của người nông dân Việt Nam đã đáp ứng được các cái tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, trái cây cũng cần nâng cao chất lượng, quy cách bảo quản và ứng dụng công nghệ để làm phong phú thể loại sản phẩm hướng tới xuất khẩu bền vững.